Các bạn thân mến, nếu mà bạn nào mà muốn mua cái hàng mà máy móc đồ phụ tùng đồ này nọ thì hãy đến cái đường này là đường Sơn Nguyệt Ánh các bạn nha, ở thành phố Châu Đốc đây. Thì các bạn thấy không, người ta bán nè đủ loại hết. Đây bên này phụ tùng mình thấy bạch đạn rồi cánh chân vịt chân đồ đầy đủ ha. Ở đây bán khủng khiếp chưa, tạm mấy sới đồ nữa nè, cái sới đồ treo lên nè đó, dùng ba lan treo lên nè các bạn thấy không, đó mấy sới nè. Rồi rất là nhiều thứ, máy đầm cốc đồ đủ loại ha, máy phát điện nè đó, đủ thứ hết. Đây ở con đường này bán không thiếu gì, bên này máy nổ động cơ nè, bên này là phụ tùng nè, bên này thấy bán máy nổ động cơ đó, các loại luôn các bạn thấy không. Đây đây máy bơm, máy khoan, máy hàn các loại. Xe máy phun thuốc trừ sâu đường Sơn Nguyệt Ánh các bạn nha, đường Sơn Nguyệt Ánh đây, đây cu ly đâu nè, tràn ngập nè, máy bơm nè, Yokohama để bình hơi nè, ở đường Sơn Nguyệt Ánh nè. Đây đủ thứ luôn, đây quá trời không thiếu thứ gì các bạn, máy xịt thuốc rồi bình xịt thuốc rồi đủ thứ luôn, phụ tùng xe máy. Đây phụ tùng xe máy tất cả là ở đường Sơn Nguyệt Ánh này các bạn, bên kia có tiệm của người Tàu. Rồi nếu mà bạn nào mà về thành nếu mà muốn mua hàng hóa về phụ tùng đồ này nọ thì tới đây các bạn nha, đường Sơn Nguyệt Ánh của thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang nha. Mình chia sẻ để những ai không biết thì đến mua nha. Trời phụ tùng xe máy quá trời nha, đồ điện đồ đồ nè đủ hết. Không thiếu thứ gì.